Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu một món canh đó là cải chua hầm xương nè các bạn. Xương thì mình mua về mình rửa sạch rồi mình trần qua nước nóng luôn nha, cho nó sạch cái xương ở trong cái dơ ở trong cái xương của mình đó. Chúng ta sẽ phi củ hành cho nó thơm nha. Các bạn cho xương rồi chúng ta xào rồi. Bạn cho vào đây một ít sữa một hộp, ít muối, ít đường. Chúng ta cho nước vào nha. Giờ chúng ta sẽ nên cho xương mình nó mềm ha. Sau khi mình nên xương mình nó đỡ ra mềm rồi đó các bạn sẽ cho cải chua vào nha. Chúng ta nấu thêm khoảng chừng là 2 phút rồi chúng ta tắt bếp và chúng ta nêm nha. Canh mình nó sôi nãy giờ rồi đó các bạn, bây giờ mình tắt bếp và mình sẽ nêm nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ cho nó ra một cái tô nha. Một ít hành ngò nha, và một ít tiêu xay. Như vậy là mình đã nấu xong cái món canh cải chua hầm xương rồi đó các bạn. Mình chúc các bạn nấu bữa ăn ngày càng ngon hơn nha. Các bạn thích video của mình thì hãy ủng hộ cho mình một like và nhấn đăng ký để khi mình có video mới thì các bạn biết theo dõi nha. Tạm biệt các bạn.